Bắt lấy hắn. Tiền vốn này. Hắn đã trộm mất bảo vật gia truyền của tôi. Hắn kia rồi. Đâu rồi? Hắn là tên áo trắng. Đứng lại. Giúp tôi với. Chị không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng tôi không cầm bảo vật đâu. Tên khốn đúng đi. Hắn đang chơi đùa với chúng ta. Hướng này. Anh đã bị bắt. Nhầm người rồi. Lũ ngốc này. Đứng im. Giỏi bắn đi. Pháp Bình Hà. Mau bắt lấy hắn. Pháp Bình Hà. Bắt lấy hắn đi kìa. Người. Sao đi. Phía trước là ngôi cụt. Bao vây hắn.